Máy dắt 7 giờ. 7 giờ sáng hả? Ừ. Hai đến mấy giờ? 10 giờ mới về. Mười. Đổ này mua đất đổ lên hả? Nó mua đất mượn cộng 1,2 triệu mua 4 xe đất. Rồi tự mình lau vô đó. Tự lo vô luôn. Là lý do làm sao là bà Bảy lại chim đất? Ai biết đâu. Chỉ có cái phần máy trên này là thấy ghê à. Theo bà Bảy. Ừ đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà bà Bảy. Hôm trước mà bà Bảy bán rau muống mà Bùi Hồ có quay một clip trước mà mua giá tiền 1 triệu của cô bác quý anh chị. Và hướng hôm nay quay trở lại thì hiện nay vào một buổi chiều như thế này, Bùi Hồ đang có mặt ở nhà bà Bảy. Và phía sau lưng thì bà Bảy vẫn đang cầm cùi để mà bào từng cọng rau muống này cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Đưa vô nhà bà Bảy. Ồ, hiện đại quá ha bà Bảy. Nhà của bà là hiện đại nhất luôn á. Rồi, nhà sao mà lớp đất lớp gạch là sao bà Bảy? Ồ, dạ. Bà Bảy cho con đeo này ha. Bà Bảy ngày nay đi hái rau muống lúc mấy giờ? Hái dắt 7 giờ. 7 giờ sáng hả? Ừ. 2 đến mấy giờ? 10 giờ mới về. 10 giờ mới về. Ừ. Mệt không? 10 giờ về rồi nấu cơm ăn cơm luôn. Ừ. Một bó này đi hả bà Bảy? Hai bó. Đâu nữa? Hai bó đó 40 kg. Dưới này luôn. Dưới này luôn, cái này bào cho ai đây? Bào nữa xích nhiều ngoài luôn. Cho con luôn hả? Ừ. Ồ sao ở bà ở không bà bào luôn hả? Nói bào nãy giờ nè. Bào này để làm gì ăn ngon bà Bảy? Cái gì cũng được. Bóp gỏi được không? Nấu con chua. Bóp gỏi được không? Được. Được hả? Ừ, gỏi thì mình trộn vô cái mình ướp. Dạ. Nhưng mà con thấy là hình như là mình đập, bóp gỏi là mình đập mà. Có bào gì cũng ngon, đập cũng được. Dạ. Rồi sáng giờ bà lặt rồi, bà lặt hái cái muống này về nhà lặt để bào hàng ngày là cái công việc này bà làm y gan gì luôn hả? Ừ. Bà Bảy nói nhà của mình là nhà nữ cắt cho hả? Lần cái năm 2012 đó mấy ông chữ thập đỏ nước ngoài á cho tiền gửi về. Nước ngoài cho tiền. Ừ. Cái nền gạch này là người ta lót luôn. Nhà này thì mình mua lót luôn vậy đó. Mình lót hay là người ta lót cho mình? Muốn người ta lót luôn. Là nhiêu tiền? Lần mấy ông cho 37 triệu đó. Làm ra cũng thêm mớ vậy. Rồi không có tiền đủ mặn đó, cái ông Bảy cộng ông ấy cho giá. Giờ nó một. Này cô bác anh chị thấy không? Đổ này mua đất đổ lên hả? Nó mua đất mượn cộng 1,2 triệu mua 4 xe đất. Rồi tự mình lau vô đó. Tự lo vô luôn. Là lý do là sao là bà Bảy lại chim đất vậy? Vậy chứ nó một cái bắt đầu nó gãy. Miếng dán này một quá hả? Một hết trơn rồi một dán đó đó. Rồi dạ. Rồi lau ra đó. Ồ. Rồi nó sập xuống. Bắt đầu nó ra mượn tiền ông Bảy cộng mua hết 4 xe đất lâu vô. Tính làm vậy đi. Đỡ chứ. Mưa sình không rồi sao? Mưa thì mình lót đi đỡ lây ra vậy. Dạ cũng còn khổ ha. Suốt ngoài nó từ hôm bữa dịch tới nay á ở nhà ngày nào cũng làm lây ra. Lâu vô. Buồn làm gì không làm gì đi làm đó hả? Dịch là bà đâu có đi hái rau muống được hả bà Bảy? Không. Ôi một bó rau muống là 40 kg luôn á cô bác của anh chị. Vừa là cái này là cho bà có công chuyện luôn á. Rồi bà Bảy ăn cơm chưa? Rồi. Bà Bảy có thể dẫn con đi vô giày vô trong tham quan nhà bà được không? Được. Bào gì mỏi tay không bà Bảy? Không. Này bóp gỏi ăn là số 1 luôn hả cô bác của anh chị ơi. Ồ thèm rau muống mà bóp gỏi chấm với cá kho lạc ha. Bật đèn lên bà Bảy. Mình bước một góc giùm. Ở đâu? Đó đó mày dính. Đây hả? À. Chưa bà Bảy đi nhanh chứ hả? Chưa đi vô bật đèn. Ờ à, đây là nhà bà Bảy, là bà Bảy chia sẻ với mình là hôm trước là nhà nước ở nước ngoài ủng hộ cho cái số tiền là 37 triệu cắt lợp cái máy này nè. Ờ à, đây là ông Bảy hả? Ừ ổng.
Ồ, ồ có hai gà nữa kìa. Hồi đó ông đi lao công đó, rồi cái ông làm. À. Người ta bắt mình đi lao công đó. Ồ, ở dưới là cái cốt của ông hay gì? Hả? Ở dưới cái tấm hình đó bà bay. Không có. Hình không à, còn ổng chôn ở dưới tầng lòng á. Còn cái này là gì? Như mình để lên cho nó cao lên á. À. Còn cái này là hồi bữa hổm nó mục hết trơn rồi, nó rớt xuống rồi bắt này đầu hả? Ừ. Nó rớt mà chưa đi làm, hổm gài bị dịch rồi đâu có. Rớt cái nào? Cái tấm này mà nó mục có rớt xuống mà không có bể, y gì á. Miếng trần điều này ha. Ừ. Là nó bị một cái khung đó ha. Nó mục đó còn đó. À, rớt xuống mà nó không bể gì hết. Cái này bằng kiến hả? Kiến. May vậy hả? Ừ, rớt xuống cái bung nửa đêm vậy, cái bắt đầu hết hồn chứ. Cái đi ra rồi cái bắt đầu nó không bể, y ra ăn vậy luôn. Dạ. Bên đây là thờ nhiều bà ấy. Bên đây nè. Thờ bà Cồ. Bà Cồ hả? Còn này ông già chồng. Đây ông bà chồng. Ừ. Ngày ở có mình lên ngôi nhà bự gì ấy không? Buồn không? Buồn gần chết. Đây là phòng ngủ của bà đây hả? Ngủ bên trước không à, cổng không có ngủ. Ồ, này nứt nè bà bảy. Không thấy đường cô bác của anh chị không? Có không biết cô bác của anh chị có thấy được không? À. À, nứt trơn à. Nhà không đủ ánh sáng. Nói chung là nhà này cũng được ha. Cũng có nơi che mưa che nắng nè bà bảy. Ừ. Mà có con cái ở mình buồn quá. Buồn, có mình một. Nhà vệ sinh đi ha. Dạ. Ừ. Này là cắt là bao nhiêu năm rồi bà bảy? Cắt hôm hồi năm 2012 tới giờ. Dạ. Cái này là lúc đó người ta cắt cho mình là người ta để cắt y gan như để giờ luôn ha. Ừ. Lúc trước là nhà mình là nhà gì? Nhà cây. Dạ. Cây. Bà bảy mở ra cho sao cho con coi được không? Sớm giờ ăn cơm chưa rửa chén dọn đống. Ăn đi làm chưa kịp rửa hả bà bảy? Ừ. Bà nấu cơm củi hả? Củi như là nấu điện, cơm điện. Nhưng mà nấu đồ ăn kìa. Nấu đồ ăn thì ra nấu củi đó. Có ga không? Hả? Có bếp ga không? Có bếp ga nhỏ không à. Không có bếp ga bự hả? Không. Củi này là bà bảy kiếm hay là sao? Xin ngoài ông bảy cộng gì không á. À. Xin củi này về để mà nấu đồ ăn. Nấu canh. Thì nấu đồ ăn mà nấu củi như này cực cực quá không? Cực thì cũng ráng nấu làm sao. Thích nấu bằng bếp ga không? Thích chứ sao không. Dạ. Mà không có tiền. Thích nấu bếp ga bự không? Rồi. Thôi đi. Này, có bếp ga nhỏ. Ồ bếp ga này đó hả? Ừ. Là nấu đồ ăn là nấu củi đỡ tốn tiền ha. Nấu bếp ga sợ sau này đổi ga không có tiền đổi hay sao? Sợ không dám nấu. Sợ hả? Sợ. Nấu củi nó an toàn, nấu bếp ga an toàn hơn nấu củi với bà bảy. Sao có biết đâu bảy giờ sợ bếp ga mình chết. Ờ bà không biết á, nó có quanh tự động, quanh ngắt khóa tự động hết à. Gì hả? Dạ. Không biết. Nhà của bà bảy nói chung là cũng vô thăm bà thôi, nhưng mà nhà thấy cũng tạm được. Ừ. Nó cũng không đến nổi, có nhà mà là cũng mừng. Đúng ha. Giờ. Nó mục hết trơn, mục vạt đó luôn. Ồ kìa. Có này nó mới ghê nè. Ừ, nó mục hết trơn. Này có khi nào nó gớt xuống không trời? Ai biết đâu. Chỉ có cái phần máy trên này là thấy ghê à. Theo bà bảy. Ừ, nó mục hết trơn vậy. Mấy cây này nhìn thấy ghê quá. Món ăn hết đều gió thôi. Có nghĩa là mấy cái cây đòn tay ngang á. Ừ. Là nó đa số là mục hết à. Rồi bà bảy ngồi lại đó ngồi đi. Nãy đi về. Nấu cơm ăn rồi đâu có kịp kịp ra rửa chén rửa bỏ. Ừ, con đâu có kêu bà bào đâu. Vậy chứ ở không làm gì giờ bạo đem. Đem đâu? Đem về ngoài ăn. Bà bào bà bán gì luôn là bao nhiêu tiền? Bào bán diện ký 20.000. Bào luôn ha. Ừ. Còn như thế này là 6.000. 5.000. 5.000. 5.000 mà lâu lâu mới bán được bữa chứ đâu bán hoài. Bào không mà bào bữa khi 2 ký 3 ký có khi không có ký nào luôn. Dạ. Tối bà bảy ngủ đâu? Ngủ bên đây, rồi sao tới 2 giường bà bảy? Tại hồi đó giờ thì 2 cái hồi đó giờ hồi ổng còn sống giờ cũng y gì. Để gan vậy luôn. Dạ. Là ông bảy hồi đó ngủ bên đây. Ừ. Bà bảy ngủ bên đây. Có ngủ chung. Hả? Hồi đó ngủ chung với người trên đâu hả?
Ai biết tưởng đâu giận nhau chứ. Đúng rồi. Có hai người mà hồi đó thương yêu dữ không? Không, không thương nữa. Tình cảm sao mà hồi đó bà Bảy gặp ông Bảy? Đó cha mẹ gả chứ đâu có quen ổng, đâu có thương ổng gì đâu. Quê ông Bảy là ở đâu bà Bảy? Với Tân Long. Còn bà là ở đây? Ừ. Ổng ở dưới ngay chùa, chỗ chùa, trước cửa chùa Tân Long. Dạ. Chùa Cao Đài. Dạ. Thời buổi giờ bà thời bà Bảy thấy khổ không? Có tiền cũng không có mua đồ ăn được nữa. Ngày nay có gì đâu ăn. Ủa sao hả? Cái bữa mà đi mua mắm chai, chai cái bữa đó có đồ ăn. Cái không có kho, rồi sớm mấy bà, mấy ổng cho bầu qua đó. Dạ. Cái giờ lấy mắm chai kho với bầu ăn thôi. Dạ. Chứ không có gì hết. Giờ đi chợ mua cũng có được đâu. Dạ. Không biết ngoài chợ có nhóm không? Giờ còn tiền không? Không, ngoài chợ đâu nhóm đâu. Ừ. Hôm qua con đưa bằng triệu còn tiền không? Còn. Còn được nhiêu? Chú mua rộng não trơn, có gì mua đâu ăn. Còn y gan luôn hả? Còn y gan. Rồi bây giờ là bao nhiêu, 40kg mua ra muốn là nhiêu tiền? 200.000. Rồi bây giờ là... Thì đó. Bây giờ 40kg rau muống này là 200.000. Mai mốt là lấy nửa hay bà Bảy ha. Ừ, rồi dịch gì có công ăn được việc làm gì vui không bà Bảy? Vui. Vui không? Vui mà bữa nay chứ mà mốt quá đâu mà làm. 2-3 ngày nữa có lấy không? Có. Dạ? Có. Có ha. Ừ. Thì chắc khoảng 3 ngày nữa thì con nói bà lấy lần nữa này, rồi cái con chuyển lên Sài Gòn. Ừ. Rồi cái bó rau muống này chuyển lên Sài Gòn cho bầu giống như vậy nè cô bác quý anh chị. Ừ. Mừng lắm luôn. Thôi nương bà Bảy, chắc con xin phép con về. Hôm nay đến thăm gia đình bà hồi đó giờ con đâu biết đâu. Thì chúc bà có sức khỏe. Thì con sẽ luôn ủng hộ bà trong mùa dịch này. Mua rau muống đúng giá, đúng chất lượng. Để cho bà trong mùa dịch này bà sống qua cái khó khăn này ha. Thì rau muống con sẽ là mua của bà luôn ủng hộ bà. Được chưa? Được. Vui không? Vui. Có nói lời gì với con không? Cảm ơn. Cảm ơn. Thôi chào cô bác với anh chị. Thì tiếp tục hành trình này mình sẽ mua rau muống của bà Bảy này nè. Mục đích là giúp cho bà Bảy thoát cái khó khăn, và thứ hai là giúp những cái nơi phong tỏa mà khu cách ly á, để chuyển lên những cái nơi mà cần thiết nhất. Tại vì rau muống này nó có chứa rất là nhiều chất sắt luôn, và ăn rất là tốt luôn. Nên là nữ là mình sẽ mua số lượng lớn. Chào cô bác với anh chị. Hẹn gặp lại cô bác với anh chị ở clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.